Xin chào quý anh em nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho quý anh em xem một con tàu sắt làm ngờ lưới quay đêm nha anh em. Đây là con tàu sắt dài tầm 27-28m, rộng gần tầm 8m nha anh em. Đây, mình quay toàn bộ thân tàu trước cho anh em xem. Làm ngờ lưới quay đêm, đúng với chuyên môn của anh em rồi đó. Đấy, mình sẽ quay lướt qua toàn bộ phần thân tàu từ trước đi ra sau, rồi mình sẽ khám phá lần các cái chi tiết ở trên tàu cho anh em xem. Ở đây có một cái neo tàu quá khủng khiếp luôn, neo này chắc tầm 1,5 tạ anh em. Có rất nhiều anh em trong cái channel của mình là yêu cầu mình quay một số tàu sắt làm ngờ lưới quay đêm, nhưng mà rất là ít cơ hội để cho mình quay những cái thước phim mà gọi là nó đầy đủ một tí xíu. Bởi vì anh em xem trong những cái video của mình thì anh em biết là mình rất là ít khi quay lướt, mặc dù là mình có máy zoom xa, mình có thể zoom từ khoảng cách 2 cây số là kéo những cái con tàu, những con ghe lại gần, nhưng mà nó không có lột tả hết được cái nội dung mà theo yêu cầu của anh em. Cái đặc trưng của mình, rất nhiều clip là mình rất là hạn chế quay lướt theo kiểu như vậy. Cho nên là ngày hôm nay có cái cơ hội mình sẽ lên thẳng ở trên tàu để review về một cái con tàu làm ngờ lưới quay đêm, từng cái chi tiết, từng cái bộ phận cho anh em xem ha. Tàu sử dụng động cơ Giang Ma đập thùng 6AE829 mã lực đó anh em. Mình đã quay 3 quát tàu và bây giờ mình sẽ đi quay cái phần mà gọi là chi tiết về một số những cái chuyên môn về cái ngờ lưới quay đêm của những con tàu sắt nó như thế nào cho anh em xem. Đây, ở đây mình bước lên trên tàu, cái chi tiết đầu tiên mà mình đang quan tâm đó là hai cái ống súng phen. Hai ống súng phen này ống phải tầm 140. Hai cái súng phen, ống súng phen dở sợ anh em. 140 ống, 140 ống, 145 gì đó. Dở sợ hai cái ống súng phen. Hai cái ống súng phen này mình sẽ khám phá chi tiết luôn cho anh em, là hình như là hai cái ống này là ở bên trong là cốt sắt và được bọc nóc ở bên ngoài, chứ không hẳn là hai cái ống nóc ha. Hai ống sắt nha anh em. Sử dụng hai súng phen. Cái dài bồng mũi của con tàu sắt nó rất là rộng anh em. Ở trên này thì những anh em có thể thao tác trong quá trình đánh lưới nó rất là tiện. Phía trước ảnh chủ tàu còn có trang bị một cái cảo nè, cảo tờ. Đặc biệt anh em làm nghề lưới quay thì sẽ dễ dàng nhận ra là có cái cảo tờ này, thì mình làm dây phen rất là nhanh để đánh những cái giác lưới tiếp theo khi mà chúng ta cần cái tốc độ nhanh. Và cái cảo tờ này hình như là ảnh cũng sử dụng luôn cái dàn cảo thủy lực, chứ không phải là không, cảo này anh sử dụng motor ha. Đây, chi tiết mình quay rất là chi tiết cho anh em xem. Anh sử dụng motor. Đây, phần mũi tàu sử dụng mấy thằng trụ lính là cảo dây hoành tráng ha. Mấy ống này ống 140 không, hai trụ lính. Mình sẽ quay một cái clip gọi là rất là dài nha anh em, để khám phá chi tiết từng ngóc ngách cho anh em xem của một con tàu sắt làm ngờ lưới quay. Dây neo bô phi 34 hay 36 gì đây,
Dây này hình như là dây bô ghè ha. Dây tròn chứ không phải dây rít. Dàn sườn của tàu sắt nè anh em. Dàn sườn của tàu sắt sử dụng sắt la. La bẹ chứ không phải là sườn ống ha. Bộ mũi rất là rộng. Trụ tàu, trụ cảo vô tròn, trụ cảo tròn nha anh em, trụ sắt luôn. Ở đây có một cái máy ben dành cho mấy anh em ở trước, là vừa ben lưới là vừa điều chỉnh luôn. Rồi chúng ta đã khám phá một dòng về cái bồng mũi rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ra sau. Bên này mấy cái chi tiết lên neo, ở đây nó không bắt đầu xét hết trơn ha. Trụ phen, trụ chịu súng phen nè anh em. Ở đây có hai súng phen, một súng phen thì bắt hẳn bát vô trong phần trụ cảo lên phen. Một súng phen thì chủ tàu bắt ở một cái trụ phụ ở bên ngoài. Tàu sắt này lưới dài 28 tấm nha anh em. Dậu là tầm 16-17 lường. Lúc trước thì con tàu này đã xài cái dàn dậu, dậu sâu là 18 tấm, 18 lường. Nhưng mà hình như là khoảng thời gian gần đây là ảnh rút ngắn còn 16-17 lường thôi. Đây mình sẽ đi chậm chậm ra bên ngoài để quay các cái chi tiết thêm nữa cho anh em xem. Và trong quá trình mình di chuyển ra sau, có thể là một vài chi tiết bình khục cũng không lột tả hết trong video được, thì anh em có thể thấy những cái thước phim chậm thì anh em có thể xem ở trong cái video. Phía trước này sử dụng một cái máy ben. Máy ben này ben dành cho ở đằng trước. Máy này hình như là máy thước. Ở đây thêm một cái máy ben của dàn đổ nữa. Hai cái ống trụ kéo máy ben và một cái cần súng để ganh đầu. Một cần súng kéo máy ben và một cần súng ganh đầu này nè. Dàn lưới ảnh đặt hẳn ở trên tàu luôn. Sắp tới là con tàu này sẽ đi khơi nha anh em. Đi làm chung cái vùng cá cây giống như những anh em ở Hội Nhơn, Tam Quan. Đây mình sẽ ra sau để khám phá cái dàn cảo thủy lực. Thì mình đi quay cũng khá là nhiều những cái con tàu dự án. Nhưng mà một số tàu thì sử dụng cảo của cầu xe, một số tàu thì sử dụng cảo thủy lực ha. Rất là ít những con tàu sử dụng cảo thủy lực. Theo đánh giá của rất nhiều anh em thì cái cảo thủy lực nó cảo rất là mạnh và rất là êm. Bởi vì nó có nhiều cái cấp số khác nhau. Và nói chung là cái cảo thủy lực là nó dành chuyên cho bên phục vụ cho cái ngành thủy rồi. Cho nên là nó sẽ hoạt động tốt hơn rất là nhiều. Ấy, bữa nay mình mới để ý một cái chi tiết. Ở đây có một cái đầu bơm gọi là đầu bơm cho cảo thủy lực, đầu bơm 5 sao anh em. Đầu bơm 5 sao nhưng mà cái đầu bơm này nó rất là khủng khiếp. Bởi vì mình cũng đang xài một cái đầu bơm 5 sao dành phục vụ cho máy kéo của dàn sàn. Nhưng mà cái đầu bơm của mình là đầu bơm nhỏ. Và ở đây mình thấy cái đầu bơm của cảo thì lực đầu bơm 5 sao của nó nè. Quá ự luôn. Đấy. Mình vay những cái chi tiết về lưới rút thì mới đúng cái chuyên môn của mình và đúng với cái sự mong đợi của anh em. Cho nên là mình sẽ review một cách chi tiết và bài bản hơn. Ở đây hai cái lưu lô cảo mình rất là thích. Mình thích ở chỗ là những cái
cái đường lượng mà nó đứng ở mấy cái dành của lưu lô này, nó khó bị tuôn dây ra. Rất là thích cái chi tiết này. Có những cái lưu lô nhưng mà họ làm hơi mãi, đặc thù của mỗi người mỗi ý thôi, nhưng mà mình thích cái mẫu kiểu lưu lô này hơn ha. Cáo thủy lực anh em, nó đồ sộ và nó vuông vắn. Còn cái hộp cáo của cầu xe bắt xuống cho những anh em khác thì nó gọn hơn. Gọn hơn nhưng mà nó nhiều chi tiết, nó còn một cái chi tiết ở dưới hầm máy nữa. Đấy, ở đây cái trụ đỡ chịu cho cái dàn đổ vẫn là một cái trụ bằng sắt luôn. Đấy, ở cái máy bên của dàn đổ là xài hai đầu bơm vuông, nó sẽ mạnh hơn một cái đầu bơm 5 sao nha anh em. Đấy, anh em thấy không, tàu sắt dài tầm 27-28 mét mà rộng 8 mét, mà anh chở cái dàn lưới từ bên này qua phía bên này mà chở ụm cao lên luôn. Dàn lưới khủng khiếp lắm anh em. Đấy, trước khi đi ra sâu thì mình sẽ nói chung là sẽ thêm một cái chi tiết nữa ở chỗ những cái phần lưới và phần dây, mà ở trong những cái video trước là mình chưa có nhắc tới ha. Ở đây bây giờ thì anh em xài lưới với xài dây á, đặc biệt là cái lưới này ở cái vùng của mình thì anh em xài rất là phổ biến, của cái lưới của Nghĩa Thái anh em, lưới hai con cá heo á, hai con cá của Nghĩa Thái. Và dây bây giờ thì những cái sợi dây rút thì một số anh em cũng tin dùng và sử dụng cái dây rút của Nghĩa Thái. Trước kia thì anh em đeo phần và sử dụng dây bô ghè. Bây giờ một số anh em xài các cái hãng khác nhau, bởi vì bây giờ các cái hãng mới ra họ cũng đưa ra cái chất lượng rất là tốt, mà cái giá nó cũng ổn định, dễ xài. Này, mình sẽ khám phá chi tiết hết ngóc ngách cho anh em xem nha. Ở đây có cái vợt mút cá nè. Vợt này tầm chắc bờ rộng của nó tầm 1 mét mấy. Đấy, mình thì cao 1m65, nhưng mà cái vợt này chắc 1m2. Vợt này chắc tầm 1m2. Vợt này vợt chụp ha. Nó mới lấy cái lượng cá nhanh, bởi vì cái dòng cá ngừ nó rất là nhanh tử ha. Ok, anh em ổn định những cái thước phim ở khu vực trước chưa? Bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái khu vực phía sau ha. Tàu phải rộng tầm 8m, 8m2. Rộng lắm, bởi vì mình lên những cái con tàu, những chiếc ghe gỗ tầm rộng 7m, 7m2. Thì ở phía bên này nó là một cái gian hầm, còn phía bên này nó rất là chật. Tàu phải nằm tầm rộng dao động tầm 8m anh em. Đây, lối hành lang đi ra đằng sau. Đấy, xung quanh tàu mấy ô cửa nó thiết kế theo kiểu giống như mấy cái con tàu hàng. Ở đây mấy cái trụ lái làm rất là thấp ha. Làm rất là thấp, làm vậy cũng khó quay dây, cho nên anh sử dụng cái lộ trổ ở đằng này, anh làm cái khu mà quay những cái sợi dây phụ. Phía ngồi sau tàu rất là rộng. Sau bên ngoài có đỡ một cái máy đơ để phục vụ điện sinh hoạt này. Đây, mình đi tới lối hành lang phía bên này. Đây nè anh em, ở phía trong cái khu vực sạp ngủ của mấy anh em thiền nguyên, ốp gỗ hết trơn, có cả nhà vệ sinh nè.
mấy cái gian tủ, mấy gian tủ gỗ. Mấy cái con tàu này tàu dự án á, anh em, cho nên là xài các cái tăng pho, loại tăng pho 1500 trong điện nó rất là sáng. Đây bây giờ mình sẽ đi lên cái lối cầu thang đã đi lên phần phía trên của con tàu sắt, khu vực bồng lái của anh thuyền trưởng. Đây phía trên bon của tàu, bon của cabin. Ơi trời ơi, máy quá trời máy luôn. Khu vực này hàng bao trùm cái khu vực bo lại. Đấy, mấy cái khu vực mà thoát hơi, thoát hơi cùng với là nó giảm thanh luôn nha nè. Tàu này sử dụng động cơ giang ma đập thùng 6 EI đó anh em. Đấy, mình sẽ đi lên hẳn trên trên cùng của cái con tàu luôn cho anh em xem. Ở đây có mấy giò nước cô đen. Thương hiệu cô đen. Này là máy chạy chính, này là máy trong đèn, này là máy dành cho thắp sáng sinh hoạt ở trong ghe, cũng giống như là một máy trong đèn phụ luôn anh em. Hello, xin chào quý anh em, mời anh em cùng mình đi tham quan một con tàu sắt tiếp theo nha anh em. Tàu này cũng dài tầm 27-28 m, rộng tầm 8 m, sử dụng động cơ ke tẹt 873 mã lực nha anh em ơi. Tàu cá lưới rút quay đêm, tàu sắt nha anh em. Đấy, bữa nay mình sẽ quay một video về hai con tàu sắt làm lưới quay đêm cho anh em xem. Trời mưa anh em, trời mưa, lúc nãy mình mới quay một con tàu kia thì trời nó đổ mưa rồi, cho nên anh em hiểu cái cảm giác đi quay video đâu có sướng đâu. Đấy, mình sẽ đi một vòng ra tới đằng sau để quay toàn bộ bao quát cái con tàu, rồi sau đó mình sẽ đi quay chi tiết, cùng khám phá chi tiết của con tàu cho anh em xem. Tàu lưới quay đêm của Phú Yên nha anh em ơi. Tàu này là chở lưới lên trên cảng rồi, mình quay cái dàn lưới luôn cho anh em xem. Đấy, lưới mới phút lên trên cảng nè anh em, hai đống lưới của hai chủ tàu.
quay vàng đèn sử dụng tăng pho 1500W cho anh em xem. Mùa này mùa nghỉ cho nên là máy anh tháo đèn hết trơn rồi. Mình xin được giới thiệu lại là tàu sử dụng động cơ ke tẹt đập thùng của Mỹ, 873 mã lực nha anh em. Động cơ ke tẹt đập thùng sử dụng hệ thống phun dầu điện tử, rất là xịn sò. Máy tàu sắt của lưới quay đêm ở Phú Yên thì hoạt động rất là hiệu quả nha anh em. Anh em từng nghe ở trên các cái bản tin về những cái con tàu sắt hoạt động ở các cái vùng Bình Định hay là những cái vùng khác thì mình không có để ý cho lắm, nhưng mà những con tàu sắt ở Phú Yên làm lưới quay đêm thì hoạt động rất là hiệu quả anh em ơi. Đấy, quay tầng cabin cho anh em xem. Một tầng dưới là tầng sinh hoạt của anh em thuyền viên, tầng trên là tầng của anh thuyền trưởng. Đang quay clip là trời mưa ập tới cho nên là rất là sợ hư những cái máy móc quay của mình, cho nên là nãy giờ trú mưa tới mấy tiếng đồng hồ. Đấy. Tàu sắt sử dụng dàn đổ ben lưới nè anh em. Đấy. Ở trên cái phần máy ben lưới anh sử dụng hai đầu bơm nè. Hai đầu bơm thủy lực. Và mình có để ý là cái máy ben lưới phụ, có nghĩa là cái máy ở đằng trước, thì ảnh cũng sử dụng hai đầu bơm luôn. Chi tiết hai đầu bơm cho anh em xem kỹ càng ha. Làm cho cái bên trước và cái bên sau nó đều nhau thì nó bên rất là nhanh lưới nha anh em. Chúng ta khỏi phải chờ lường trước và lường sau. Hệ thống hai súng phen và bắt vô cái trụ súng phen rời. Con tàu lúc nãy thì bắt ở trong cái tụ cái một cái trụ rời và một súng phen thì bắt vào trụ cảo. Mấy cái ben lưới hệ thống cần tới và cần lui của mấy ben lưới bây giờ mấy anh sử dụng bằng inox ha, nó ít xét. Ngày xưa sử dụng bằng sắt cho nên là mùa đông bỏ ở bên ngoài là xét hết trơn. Hai súng phen của tàu. Ok, bây giờ là mình sẽ lên tàu khám phá một vòng nha anh em. Trời mưa cho nên là nó rất là tối. Mình tranh thủ mình quay chứ không là trời cũng sắp tối rồi. Nãy giờ mình núp mưa là hết mấy giờ đồng hồ. Đây, khám phá trên tàu cho anh em xem. Hai cái súng phen này là bằng inox hết. Nóc này khoảng tầm 120, ống 120 thôi. Mình có để ý là cái khoảng bồng mũi của mấy con tàu sắt nó rất là rộng anh em. Anh em lúc mà đánh lưới á, thì mình xây trở dây nhợ rồi nó rất là thoải mái ha. Hai lính kéo dây. Model của Phú Yên ha. Mình có quay mấy con tàu rút trụ thì model của Nha Trang thì thiết kế nó khác hơn. Này có neo tàu nè. Cái neo này là chắc cái neo lúc tàu đóng xuống của hãng tàu thì họ thiết kế luôn. Neo vuông ha. Cái đốc của nó đốc vuông nè. Đốc vuông bằng sắt đặc luôn. Mở neo nhìn kinh khủng không? Này thông thường thì cái neo của chúng ta thì chúng ta đi một cái cọng sắt thì ở đây họ đi một cái miếng là một miếng sắt ha, một miếng sắt dày tầm 1.5 đến 2 phân.
cái neo này mà qua mấy năm trời mình nó chịu cái con tàu này mà nó không cong, chứng tỏ chất lượng của cái neo rất là ok. Đấy, cái mỏ neo này nè, anh em thấy cái mỏ neo này thì mà neo rạn là tuyệt vời nha, neo sỏi á, neo đánh bắt ở những cái vùng sỏi, những cái vùng mà gần đảo rồi thì neo mấy cái neo này là khỏi phải chơi nha anh em. Phía bên ngoài kia còn có mấy con tàu sắt nữa nè anh em ơi. Anh em yêu cầu mình quay tàu sắt, bữa nay mình quay bao la tàu sắt luôn cho anh em. Đây là tàu mình chụp dài tầm gần 30 mét luôn. Bên này là tàu sắt dài tầm 27-28 mét. Đấy. Ở bên là tàu sắt làm lưới quay là gọi là cũng khá là nhiều nha anh em, không phải là quá nhiều so với những cái tỉnh làm lưới quay lớn giống như ở Bình Định, nhưng mà hệ thống tàu sắt đang hoạt động lưới quay là cũng khá là nhiều và hoạt động rất là hiệu quả nha anh em. Đây phía bên ngoài đây là mấy ghe lưới chuồng với câu gù là chuẩn bị ngày mai là im gió là họ mở biển nè. Ngày mai là mình sẽ quay một clip cũng là đặc sắc, cảnh máy ảnh ra cửa vượt sóng dữ cho anh em xem. Hôm nay quay ở những cái cảnh xa là mình sử dụng máy siêu zoom. Đấy, mấy con ghe đi lưới chuồng với câu gù này thì dài tầm 17 mét đổ lại thôi, rộng tầm 5 mét mấy thôi, nhưng mà gan lắm anh em, đi khai thác vùng khơi những cái vùng mà cái độ kinh độ đông là tầm hơn 300 lý, là cách khoảng cách mà xe bờ là khoảng tầm về độ khơi là khoảng tầm 500-600 cây số, chưa tính cái độ xe nha anh em. Ok, bây giờ mình tiếp tục khám phá con tàu sắt thôi anh em. Có một cái hầm mũi nè, một cái hầm mũi ở đây mình sẽ khám phá cái tời này. Đấy, cái tời sử dụng motor, tời sử dụng motor ha. Đấy, tời sử dụng motor để làm dây anh em, lại dây khoen á. Anh em nào làm lưới rút thì mình nói thoáng qua anh em biết ngay. Trụ sắt, trụ cảo sắt ha anh em, trụ cảo sắt. Trụ cảo sắt đứng sừng sững luôn. Đây, con tàu này có điểm đặc biệt là mình thấy là hình như là nó cảm nhận của mình là hoàn hảo so với những con tàu khác, là bởi vì mình thấy các cái chi tiết của các cái sườn á, là ở đây là họ hàn một cái lớp sắt ở phía bên trong che lại hết á. Đấy, anh em thấy cái khoảng chở lưới không? Khoảng chở lưới nó rất là rộng. Từ bên này qua bên này chở lưới rất là rộng nha. Còn hệ thống hầm và tới cái hệ thống bên kia là thúng và dây. Rồi mình sẽ đi qua bên này để ra tới khu vực cảo của tàu. Thì hình như là ở khoảng tầm một năm trước là mình đã từng review những cái con tàu sắt này rồi cho anh em xem. Nhưng mà thời điểm đó là mình không nghĩ là cái lượng fan khán giả của mình là chính thống, là chủ yếu là những cái anh em đam mê về lưới quay. Thì giới thiệu thêm một cái chi tiết này nữa là ở đây có một cái trụ, một cái ống súng phen phụ này, bởi vì ảnh tính là có những cái mùa mà ảnh sẽ đi làm cái nghề lưới ngày anh em, lưới rút ngày. Ok, tiến thẳng ra đằng sau nha anh em ơi. Ơi, ở đây có một cái neo thiết kế theo kiểu giống như là cái neo ở đằng nãy, lúc nãy mình quay đây. Đấy, thì cái neo này là hình như là cái neo dành ở neo rạn. Đấy, cái mỏ nó rất là sắc. Và cái neo này là thiết kế để dành cho neo bùn và neo đất. Cái mỏ nó bầu hơn.
Đấy, xưởng tàu làm tặng cho hai cái neo hấp dẫn. Neo này sử dụng đốc vuông luôn anh em. Neo này lớn hơn cái neo kia. Neo này chắc tầm phải tầm tạ rưỡi đến 2 tạ. Mấy cái đốc này nó nặng bài cố luôn. Ông thêm sợi dây xích theo nữa. Phía bên này, cái khoang này của bồn tàu là mình thấy còn rất là rộng anh em. Dàn sàn nè anh em ơi. Dàn sàn bên lưới của con tàu. Đó, hai cần súng, một cần đỡ đầu và một cần cảo mấy bên. Đó, một cần là đỡ đầu lưới, một cần là kéo cái ben đỡ dịch chuyển cái ben này qua bên kia và những cái vật dụng cần thiết. Đây mình thấy có điều hay hay nữa nè anh em, ở đây ảnh có sử dụng một cái tay trợ lực đỡ khi mà đưa cái cần này qua lại nè. Đấy. Đấy, tay trợ lực nè anh em. Mấy cần này mà sử dụng đỡ múc cá là múc xong đưa qua đưa lại là nó rất là tốt ha, làm việc rất là nhanh. Bởi vì những cái thời điểm mà khi mà trời lượng lắc hay là chúng ta cần lấy cái con cá nhanh á là chúng ta đưa qua đưa lại nó rất là khó, vướng trở ngại. Đây mình đi lại cái khu vực cảo ha, khu vực cảo khám phá cái cảo thủy lực của con tàu dài tầm 27-28 mét, rộng tầm 8 mét và sử dụng máy Mỹ đập thùng phun dầu điện tử, máy ke tẹt 873 mã lực nha anh em. Đó thì ở cái cảo của cái con tàu lúc nãy mình quay á là nó ở cái khu này nè, nó vuông vắn hơn. Đó, còn cái lu lô cảo này là nó hơi mãi hơn ha. Này là cảo thủy lực này anh em. Mấy cảo này đắt tiền lắm. Mà sử dụng thì thôi khỏi phải chơi rồi. Bởi vì nó chuyên về thủy mà anh em. Rồi. Đây, ở nhắc tới cái cảo thủy lực thì lại chúng ta lại đây để khám phá cái đầu bên 5 sao. Đầu bơm 5 sao nè anh em. Phóng lại gần cho anh em xem. Đầu bơm 5 sao của cảo thủy lực. Ok, tuyệt vời. Ở đây có một cái lô phụ nè. Mình lúc mà ngày xưa, lúc mà máy ảnh chưa xài dàn sàn á. Đấy, lúc mà chúng ta chưa xài dàn sàn á, những cái lô này là chúng ta kéo đầu. Kéo dây đầu từ ở khi chúng ta đánh lưới thì chúng ta kéo thâu đầu về hoặc là sử dụng những mục đích khác cũng được. Đây cùng theo chân mình đi ra phía sau khu vực hành lang và phía bồn lái sau lái của con tàu. Giống như lời mình nói là ở con tàu lúc nãy là mình có nói là mấy cái trụ anh thiết kế rất là thấp, ở dưới này rất là khó xen dây. Đó, thì nhưng con tàu này nó vừa ý bình nè. Đó, thiết kế cao lên ha, xen dây ở đằng này và nó chịu vô ở đây, rất là hợp lý. Ok anh em. Đó, ở đây là mình quay và review chi tiết về hai con tàu chứ không có ý chơi khen về bất cứ con tàu nào ha. Trời ơi, mấy con tàu 27-28 mét ở sau nó còn rộng thênh thang lắm anh em. Nếu như những chiếc ghe lưới á thì thiết kế cabin xăng là xong rồi thì nó còn khoảng tầm một nửa cái gian này à. Nhưng mà những con tàu nó rất là rộng anh em, thoải mái lắm. Mình sẽ đi qua một gian này thử rồi mình sẽ đi lên ở trên cabin ha. Không có chủ tàu mà anh đi gì hết cho nên là mình không có vào ở phía bên trong được. Thì những con tàu này mình đã từng giới thiệu với anh em rồi, sử dụng máy Mỹ đập thùng ke tẹt phun dầu điện tử. Quay cái hệ thống tăng phô cho anh em xem nè. Đó, tăng phô 1.500 nè anh em. Máy tăng phô này nó kích bóng lên sáng kinh khủng lắm. Đấy, hệ thống tăng phô người ta làm cái dàn đỡ giá đỡ cho tăng phô rất là bài bản. Rất là hợp lý.
Máy tăng phô này nó có canh vẹt hết trơn, giải nhiệt anh em. Đây mình đang đứng trên cái lối cabin của con tàu, cabin trên của con tàu, cái hướng đi về cái bồng lái của anh thuyền trưởng. Rồi mình sẽ xuất phát từ đây và đi khám phá một vòng cho anh em xem. Mấy cái điện của lúc mà làm tàu nó có thiết kế theo kiểu nhà tàu anh em. Này nó có lối đi tròn không ta? Ok, ở đây có cái lối đi tròn anh em. Phía bên trong bồng lái nè, phía bên trong bồng lái mới đóng cửa lại, mà bây giờ mùa đông nó đóng sương mù hết trơn rồi. Này có lối đi tròn nó không hợp lý anh em. Lối đi tròn thì mình sẽ đi quanh cái lối đi tròn này cho anh em xem. Ok, đứng ở đây quay về phía trước bon tàu, một cái góc quay mà hợp lý cho anh em có một cái nhìn bao quát về con tàu ha, rất là thoáng ha. Anh thuyền trưởng là đứng ở đây là chỉ huy sứ. Thằng kia làm kia. Đấy, hợp lý. Mấy bảng tắp lô điều khiển của máy tàu này. Ok, sẽ đi vòng qua cái lối này và đi thẳng lên ở trên cái tầng thượng luôn, tầng thượng của con tàu. Tầng thượng của con tàu là sẽ đi từ cái lối nào đây? Ấy, có cái cầu thang anh em. Leo lên. Ok, mình đang đứng trên tầng thượng của con tàu. Để quay về phía bên dưới. Rồi. Rất là tuyệt vời anh em. Đây, khám phá ở phía tầng thượng của con tàu tí xíu. Năm ngoái mình quay là nó có cái pha. Cái pha mà lúc làm đóng tàu thì nhà tàu họ làm thiết kế các cái pha này rất là to, nhưng mà năm nay là nó mục nó rớt. Đấy, tầng thượng của con tàu Rada Furuno. Có cái còi nữa nè, thiết kế bài bản cho nhà tàu á anh em. Đây, ở đây có hai cái trụ đỏ đỏ mà đi xuống thẳng ở dưới hầm khoang máy á, là hai cái trụ này vừa là thông hơi vừa là giảm thanh luôn anh em. Một máy chạy ống bô và máy che tẹt ha. Máy Mỹ đập thùng phun dầu điện tử. Hai cái máy trong đèn. Ở trên này mình quay xuống luôn cho anh em xem nhận thức phim ngược lại. Hệ thống ghe câu gù và lưới chuồng nè anh em, chuẩn bị mở biển nè. Đấy, mình sẽ kéo ra ngoài cửa cho anh em xem. Sóng rất là lớn. Đấy, ngày mai mình sẽ quay những cái thước phim về những con tàu mở biển cho anh em xem. Đấy, sóng dở sợ không anh em. Ngày mai là có lẽ là mấy con tàu này là mở biển hết. Mấy con tàu câu cá người đó nha anh em, chứ không phải là mấy con tàu sắt đây đâu. Đấy, hệ thống tàu câu cá ngừ ở đằng này nữa. Ngày mai là 5 giờ sáng là mình xuống dưới cửa là mình chờ. Đó, chiếc kia ông bóc tổn khẩm mềm rồi nè. Đấy, khẩm mềm nè. Lúc lái thì mũi nó khẩm luôn. Ở đây có ghe lưới chuồng vô cân cá nè anh em. Ghe lưới chuồng vô cân cá, lấy cá bên, còn bên chưa lấy, nghiêng nghèo luôn nè. Đấy, mới lấy cá cân bên, nghiêng nghèo. Kinh khủng quá.